Vâng, chào các bác. Xin chào các quý khách hàng đang xem video. Hôm nay em xin phép được giới thiệu cho các bác một chiếc xe lăn vừa mới về bên em, vừa mới cập bãi thôi ạ. Vâng, em lên luôn cho nó nóng. Xe rất là đẹp luôn. Vừa xuống công cái là em kiểm tra xem có hóc gì không để em cho ra bãi luôn. Một chiếc Toyota 7FB25 sản xuất vào tháng 11 năm 2022. Xe thì chạy số tự động, hiện đang được trang bị hai chiếc lăng. Một là chui công và tì bà đào đó. Hai là gật gù. Xe hiện đang được trang bị 6 lốp hơi. Hai lốp đằng trước, 4 lốp đằng trước đang là lốp kép hơi. Rất là đẹp. Rất là mới luôn ạ. Gật gù nguyên bản Nhật bãi. Tắt chui công. Các bác nhìn vẫn còn nguyên sơn từ bên Nhật ạ. Xe bên đấy, các bác bên đấy giữ gìn rất là đẹp luôn. Xe mới chạy mấy nghìn giờ thôi. Đây là tem xe 7FB25. Lên cao 5m. Sử dụng tháng 11 năm 2022. Mang trong 2 đang có xi nhan đầy đủ. Vâng, rất là hiện đại luôn. Hiện chiếc này thì em vừa mới mang đi bọc lại ghế ạ. Vâng, bọc lại ghế như chiếc biển này. Ghế hỏng hay là mấy cái ghế hỏng hoặc là xích cong hoặc là nói chung là phần nào các bác không thích mà khi các bác mua xe bên em thì bên em sẽ hỗ trợ đổi đồ nhật bãi luôn cho các bác, đổi từ xe này sang xe khác, đổi đồ bãi luôn ạ, đổi đồ bãi cho nó chất. Xe này mở rất hiện đại luôn, máy móc thì gần như là mới luôn ạ, máy móc cũng rất là đẹp luôn. Chạy động cơ Toyota 2Z. Đó. Cánh quạt. Vâng, cánh quạt tên lửa cũng rất là mới. Mọi thứ gần như là hoàn hảo, cũng rất là đẹp. Nó rất khỏe luôn. Xe thì được cực kỳ khỏe. Một chiếc Toyota 7FB25 xuất năm 2002. Bati ba đào chuối công, gật gù lốp kép. Đúng hàng vật liệu xây dựng các bác đi rồi. Các bác nào mà không cần dùng đến tháp chuối công, em sẽ hỗ trợ đổi tháp thường cho các bác. Tháp thường, gật gù, lốp đôi, thử lực khỏe. Xe rất là đẹp, tận ba em rồi. Giá cả thì cực kỳ hợp lý. Bác nào có nhu cầu mua xe thì qua em mời qua bên em xem xe, thử máy và em báo giá trực tiếp luôn. Báo từng xe một. Vâng, bãi bên em còn rất là nhiều xe. 2 tấn, 2 tấn rưỡi, 3 tấn rưỡi, thậm chí là 4 tấn, 1 tấn rưỡi, xăng dầu ga có hết ạ. Rất là nhiều loại, từ Komatsu, Toyota, Nissan, đầy đủ các dòng. Vâng, xe rất là đẹp, sẵn đã em rồi. Các bác là có nhu cầu mua xe lăn Nhật bãi, giá cả hợp lý thì liên hệ bên em. Khi các bác mua xe bên em thì bên em sẽ bảo dưỡng lại toàn bộ xe, bơm dầu, bơm mỡ, thay phớt, thay lọc với đội ngũ kỹ thuật gần 10 năm kinh nghiệm. Có anh nhân viên kinh nghiệm ít nhất cũng 4 năm, 4 năm, 5 năm, người nhiều nhất thì cũng 7, 8 năm, 9 năm.
tôi cũng kỹ thuật cực kỳ dày dặn kinh nghiệm nếu bác cần các bác khỏi lo về vấn đề xe có hỏng hóc hay là gì thì bên sẽ hỗ trợ. Rất là đẹp luôn, bãi thì cực kỳ nhiều xe. Địa chỉ bên em ở phố Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thạch Thành, mình ngay mặt đường quốc lộ luôn, rất là dễ tìm kiếm. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Nếu các bác thấy video hay có thể để lại một like, một đăng ký kênh, bấm chuông để nhận thông báo mới về video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.